Trời ơi, đang khủng quá đấy. Chúc mừng con gà chọi của Mao Đệ đã gọi là dậy thì thành công. Rồi. Rồi. Mà xin làm gì vậy? Rồi. Cầm đuôi lên. Cái thịt gà chọi nó khác hẳn nhé, cái thịt nó bao giờ nó cũng thâm thâm, nó không trắng như thịt gà ta. Dài. Quá ngon. Thơm chọn. Chín hết đó. Hơi đỏ đỏ tí. Nó không đủ nhiệt lắm. Tại vì nó còn là qua cái chảo ấy. May mà cái chảo nó dày thì cái độ nóng của nó mới ăn như thế. Mình nhớ không nhầm là ngày xưa mình cũng làm cái này một lần rồi, nhưng mà hình như là mình làm thỏ đúng không? Thịt thỏ. Thịt thỏ một lần. Chắc nó bị át cái mùi kia vào. Thịt thỏ một lần ngày trước mình cũng cho vào nồi xong rồi thả xuống bể vôi như thế. Chín hết nhưng mà cái mùi nó mùi vôi nó sộc vào ấy. Hôm nay anh em mình lại làm một quả chảo như này, mùi vôi, cái hơi vôi lúc nãy mọi người xem ấy, nó sộc đi ra hai bên. Nó không vào gà nữa, không có một tí mùi vôi nào nhá. Tại có bạn cứ thử thách anh em mình bảo là nấu bữa cơm trưa không cần khó, không cần lửa. Đấy, nhắc đến mình nhớ. Cơm lấy cơm ra để ăn. Cơm á? Thế mà mình đi cắm cơm từ lúc nào cơ mà? Mưa em mới ở trên kia. Ăn cái này no rồi, ăn cơm làm gì? Em biết là gà rồi, nó ngon, nó ăn no rồi. Không phải ăn cơm đâu. Nhưng mà con này có bị man rách không mà lại thịt bỏ ấy? Cái lửa nó nhìn như man rách nhỉ? Man rách. Một thịt gà chọn là thế mà. Man rách mà đỏ ao nhỉ? Nó cứ thâm thâm ấy. Lúc thịt ra thì nó đỏ, nó lấy như thịt trâu ấy, nhưng mà lúc chín thì nó cứ thâm thâm như thế này. Nhưng là được cái nó ngon. Con này chưa đủ độ già. Nếu mà đủ độ già cái chân của nó không bao giờ gặm được. Đẹp hết rồi. Cái này chặn nó hơi nhỏ thôi. Ngon. Hơi nhỏ chưa chặn nhỏ. Đẹp hết đấy. Không có ai đánh cùng mình. Nói chung là hôm nay đã hoàn thành cái thử thách gọi là nấu không khói, nấu hẳn con gà chọi luôn. Nấu không lửa. Phải nói là kinh điển đấy. Quả này giống như kiểu cái gói tự sôi mà hôm anh em mình bổ ra cái gói tự sôi á. Bổ ra thì nó mình ngửi nó có chắc chắn là có vôi nhưng mà nó khử mùi rồi. Anh em mình lấy vôi làm luôn. Gói tự sôi để tí mình làm một phát thì đây. Ăn gà chúng ta bị mắc răng. Đang chưa, đang chưa. Ngon nhỉ nhỉ. Chống lại nó gà không. Chúng có nước rồi, ngọt lắm. Này, để già nó. Không được chấm lại. Ngon nước cái già. Xuống nhỉ. Ăn già dai 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 còn. Đây này, cái quả này, cánh nè. Ngon. Siêu ngon luôn. Tao cũng thấy thiếu gì đấy. Làm gì thiếu cái gì? Cảm giác thiếu thiếu cái gì đấy. Tạm thời không nhớ ra. Nhưng cái ăn cả ấy. Đấy đúng rồi. Chồng mày là thiếu thiếu cái gì đấy. Gà trống lại không thấy cà đâu. Cà đâu? Em không được ăn. Thế sao mày biết là thiếu hai hạt cà? Tại vì em hôm nay không được ăn thì không biết thiếu.
Thôi, ông chắc ông hớp rồi gì? Ông ăn mà. Thôi, ông nội ạ. Cái gà trọi này với gà ta kia rất là ngon nhá. Nó không như cái gà mà mọi người ăn ở quán lẩu mà có cái lẩu kê gà đấy. Anh em mình đã từng ăn cái lẩu kê gà, cái kê gà đấy. Cái quả trứng rái gà đấy. Đấy là rái chân gà đấy. Ăn nó không ngon bằng gà ta, gà trọi với gà mình nuôi đâu nhá. Người ta nhập khẩu từ bảo là từ bên Nga hay là bên gì, gà gì của bên Nga ăn chẳng ngon. Trứng rái gà. Trứng rái gà là phải ăn đúng trứng rái. Gà nhà. Đúng không? Gà trọi. Đấy, có những con gà nó quả bấm lên. Úi giời, không mua. Nhân tiện cái món gọi là mọi người đặt tên cho cái món này hộp cá. Món này gọi là gì? Gà trọi giúp hồ vui. Thì để lại nước xong mà cơm ăn. Nước mới càng cơm mà nó trộn. Ngon lắm. Nước ngon. Gà trọi giúp hồ vui. Không hay. Mọi người có cách nấu ăn nào hoặc một món ăn nào đấy có thể thử thách anh em mình thì nhớ comment bên dưới nhá. Và một cách nấu ăn nào nó độc lạ dị cứ comment bên dưới, anh em mình sẽ làm hết. Đấy, anh em mình đã làm rất là nhiều món gọi là độc lạ dị, vừa ăn được vừa không ăn được. Có những món không thành công, có những món thành công. Đấy, có những món thành công, có những món không thành công. Đặc biệt như kiểu món gà đắp đất cả lông không thành công này, món nhiều món không thành công lắm. Mình tạm thời không nhớ được. Cái món ăn mình... tôi cả lông của anh ấy chẳng không thành công. Thế mà mọi người đớp lại thấy. Đói. Nhiều món không thành công nhưng nhiều món thành công. À. Món gì không thành công. Bây giờ không nhớ được. Nói chung là nhiều... mọi người cứ có gọi là ý tưởng gì lạ lạ cứ comment bên dưới, anh em mình sẽ thực hiện lại luôn, không có sợ. Được thì được, không được thì rút kinh nghiệm lần sau. Đấy. Được. Thế này chưa gọi là dai. Gà trọi ấy. Đây mới là con gà tơ thôi. Mở mỏ chưa? Rồi. Sao thì? Không hay. À, vừa đánh nhau có một lần thôi. Gà riêng gà trọi nhá. Đã đánh nhau nhiều lần với lại ăn độ với già rồi. Đố mọi người có thể ăn được theo kiểu này. Luộc lên nhá. Gặm như kiểu nhai dép tông lào ấy. Kéo dép tông lào ấy. Còn gà tơ này ăn nó thế đấy. Những con gà đánh nhau nhiều với kia ấy là phải lọc hết thịt ra, lọc nhỏ nhỏ ra, xào xả ớt. Có con nào cho chiều cho con xào xả ớt không? Thèm phết này. Anh đừng có một kèo nhá. Con gà đúc mái đấy, con đấy thật. Chắc trời ơi. Gà kinh điển em đấy. Sao sợ ớt? Không vậy. Kinh điển gì? Kinh điển là mấy con gà mấy gà. Kinh bằng kia không? Kinh bằng con gì? Cương đất rồi. Được, hôm nào tao thay đái mày món đấy. Này! Hả? Nghe gì? Em mà thấy mất gà của em bảo. Tao chưa bảo gì mà lại bảo mất gà. Thì anh bảo ăn gà trọi thì cái gì của em có gà trọi. Một mình nhà mày có gà trọi đấy. Ừ. Cả cái làng này, cả cái xã này có mỗi nhà mày có gà trọi. Nhưng mà anh xin được ở đâu? À. Xin gì mua? Thiếu à? Nhưng mà gà trọi của em nhìn phải em biết ngay đấy. Tao biết là trước mày, tao bởi hôm trước mày biết là tao ăn thịt gà hay thịt bò. Thế anh bảo anh đãi em thì em ăn em biết ngay. Dài
Mới tôi à? Phố của mày là phải chi. Nuôi gà chọi à? Thì à, à, rất là mất công đúng không mọi người? Một con gà từ lúc à, trứng này ấp lên này nở ra rồi à, sàng lọc xong rồi lúc nở bỏ. Tự nhiên có trứng đấy. À ừ đấy. Lại còn phải có gà trống đúc nhá. Gà trống đúc lại phải tuyển gà trống đúc gọi là thắng trận nhiều rồi nhá. Về tuyển gà mái cực, gà mái của những con nói chung là gọi là rằng ấy, gà rằng ấy. À, về đúc ra để được quả trứng chưa chắc đã ra được con gà cơ. À, ốc ra nó còn ung nghiếc nữa, xong rồi lớn lên ở bệnh tật rồi to rồi cái xong bắt đầu phân đàn rồi xong lớn lớn nữa thử mỏ không hay thịt bảo luôn nó đánh nhau giúp thế là mất đã chết tôi. Thế là mất là gần gần như là một năm luôn một con gà, nhưng mà được cái con nào hay thì lại rất là được giá. Nhưng mà để có rất nhiều con gà hay đã từng gọi là quấn của mình đi rất là nhiều à, đi cùng nó cứ đi tận tạ thắp một đấy ăn mất nhiều. Gà kết ấy. Kiểu như đấy, nhắc đến những cái con gà như thế này thì nó không sao đâu, nhắc đến những con gà kết của Mao Điện ấy là kinh điển này. Giả dụ như một con gà này nó chết rồi, nó không mang được theo cái gì. Có những con gà kết ấy, nó chết rồi nó còn mang theo của mình rồi cả tấn thác cơ. Nó ngộm theo. Sao anh chẳng được ăn tấn thác đấy à? Nhưng mà nó đắng, xót mì, đau ruột. Ăn có hôm em ăn con gà 10 triệu thế nhưng nó xót xa lắm. Em phải đi lấy những bữa cơm ăn nước này. Ngon lắm. Mình thích nhất ăn cái đầu thì phải mút mát cái đầu đã. Ui, có xin đúng không? Mút bả này, còn tí nữa. Ốc gà này. Trời ơi, giờ đấy là giờ chi ngủ vậy ạ? Ăn no tắm mát, rủ nhau đi nằm. À, chưa được tắm đâu nhưng mà ăn no rồi. Một con gà chọi đấy nhưng mà tiếc cái có cơm nữa thì ngon. À, con vậy là thì nấu cơm ăn cháu. Vậy là anh em mình đã hoàn thành cái thử thách của một bạn comment. Một bạn fan comment là bảo anh em mình nấu một bữa cơm trưa không cần lửa. À, anh em mình đã hoàn thành ok. Mặc dù là có một chỗ hơi sống sống một tí. À mà không được. Không sống đâu. Không được. Có sao? Có cơm cứt đâu mà bảo là cơm trưa. Canh trưa. Mà thôi, nói chung là đến giờ đi ngủ rồi. Nếu mà ai mà có gọi là thử thách gì đấy dành cho anh em mình nhớ comment ở bên dưới nhá. À, nếu thấy video của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment nhá. À, một đăng ký kênh ấn chung bên cạnh nhá. Bye bye. Bye bye. Anh em mình đi ngủ. Tạm biệt đi. Ui, lạnh lạnh ngủ sướng đi nhỉ. À. 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 Con sao?